Thầy, thầy lại cho tôi không điểm. Thầy làm thầy tôi hơi lâu rồi đấy. Thì làm sao? Làm sao á? Tôi nói cho thầy biết nhá, thầy chỉ làm thầy tôi khi ở trong trường thôi, còn ra khỏi cổng lại khác ngay. Thế thì hẹn cậu lúc về cổng trường nhá. Ok. Rồi em muốn gì? Tôi hỏi thầy lần cuối là thầy có sửa điểm cho tôi không? Chắc chắn là không rồi. Đã thế thì tôi sẽ mách với vợ của thầy. What? Mẹ ơi! Có chuyện gì đấy con? Ê, mẹ ơi! Bố ở trường là toàn cho con không điểm nhá. Năm nay con mà đúp tiếp là tại bố đấy. Ôi rồi ôi! Đến con mình ông còn không giúp được thì ông làm được cái trò chống gì nữa hả? Oh, no. Về nhà biết tay tôi. Đấy! Bảo làm thầy không muốn, lại cứ muốn làm bố người ta thôi. Trinh này, tao có chuyện muốn tâm sự với mày, nhưng mà mày phải hứa với tao là không được kể cho ai nhá. Tao thề, tao mà nói với ai tao là con mày. Này, tao thích cái hoa ở bên lớp bên ấy. Cái hoa à? Bí mật mà. Bí mật. Tôm à, dạo này hoa khỏe không? Ê Tôm, cho gửi lửa thăm sức khỏe cái hoa nhé. À, thầy chào các em nhá. Chúng em chào thầy ạ. À Tôm à, thế Tôm có thích sang lớp bắn hoa học không? Thầy xin cho. À, mày con chào bố ạ. À. Con chào bố ạ. À. Các em ơi, bây giờ giả dụ bạn nhớ của chúng ta có 9 cái bánh mà chia cho mỗi người một cái. Hỏi còn lại mấy cái bánh? Dạ còn cái nịt thầy ạ. Sao lại thế? Thầy nhìn bạn Hiếu mập thế kia, có bao nhiêu nó ăn hết chứ có phần cho ai đâu. Thế bây giờ giả dụ 9 cái bánh này là của bạn Trinh đi. Vẫn còn cái nịt. Sao lại vẫn còn cái nịt? Dạ thưa thầy, vì bạn Trinh bạn ấy sợ béo, bạn ấy có một lá đồ ngọt đâu, thế nên bọn em sẽ ăn hết rồi ạ. Thế bây giờ là của bạn Hoàn đi. Trời ơi, thằng Hoàn này khi mua chất lớp, nó có bao giờ cho ai cái gì đâu thầy. Ơi, thì thôi bây giờ tôi quy định là 9 cái bánh này phải chia đều cho mỗi người một cái, còn lại là bao nhiêu? Khổ, lớp mình không bao giờ được đoàn kết như thế đâu, thầy chả biết cái gì cả. Ui giời ơi. Hiếu, dạ, bọn em xin lỗi thầy ạ. Không sao đâu, thầy đang buồn ngủ, may em làm thầy tỉnh cả ngủ đấy. Thế là thầy không phạt em ấy ạ? Phạt gì? Thầy còn phải trao cho em cái giải chân sút vàng. Còn Tôm, dạ, lên văn phòng gặp thầy, viết bảng kiểm điểm về cái tội nghịch ngợm trong sân trường. Thầy ơi, em với bạn Hiếu cùng chơi bóng với nhau thì có khác gì nhau đâu mà đứa được thưởng lại đứa bị phạt ạ. Đúng rồi, các em không khác nhau, nhưng bố các em khác nhau. Khác cái gì ạ? Bố Hiếu là hiệu trưởng đấy. Oh no. Còn bố em thì không. À. Các em ơi, các em định nghĩa cho thầy hai từ khiêm tốn là gì nhở? Là để chửi nhau ạ. Này, gần nhà em có thằng tên là Khiêm, bố nó tên là Tốn. Mỗi lần em bảo là Khiêm Tốn thì nó lại đuổi đánh em quanh trường ạ. Sai rồi, khiêm tốn có nghĩa là không khoe khoang. Mặc dù chúng ta có hay là giỏi như thế nào, chúng ta cũng tỏ ra rất bình thường. À, em hiểu rồi. Ví dụ em có cái vòng vàng mua tận 20 triệu, nhưng ai hỏi em thì em bảo là có 2 triệu thôi, có đúng không ạ? Cần đúng. Bố em làm 1 tháng được 100 triệu, nhưng mà nếu mà ai hỏi em ấy thì em sẽ trả lời là bố em làm 1 tháng chỉ đủ ăn thôi ạ. Cũng gần chuẩn rồi đấy. Thế còn em Hiếu, nếu như em có 10 cái kẹo mà các bạn hỏi thì em sẽ chỉ bảo em có 1 cái kẹo thôi ạ. À. Ê, còn Tôm lông côm kìa. Ê Tôm, đây thi nhảy dây với tao không? Nhưng phải bị bắt vào cơ. Này, từ bé đến giờ nhá, tao chưa ngán ai đâu. Chơi. Tao mệt lắm rồi, tao không cố nữa đâu. Chúng nói đâu hết cả rồi. Cho nó chừa cái thói oai rách đi. Yeah. Lũ trẻ danh con ồn ào làm phiền ta quá. Oh no. Ai? Ai đấy? Chúng mày đang đứng trên đầu tao đấy. Ma! Các trò còn non và xanh lắm. Tại sao đi học muộn? Báo cáo lý do cho thầy đi. Dạ, em thưa thầy là bởi vì sáng hôm nay em nhìn thấy bố em đi câu cá. Em thì muốn đi theo mà bố em không cho, nên là đành phải đi học đấy ạ. Thế chắc bố em cũng giải thích cho em tại sao phải đi học chứ. Cái việc học là rất quan trọng, cho nên... Ê, không, ý bố em không phải thế đâu. Bố em bảo là mồi câu thì ít, mà hai người đi tranh nhau thì câu bằng cái rể, nên là đi học. Thế còn em kia? Dạ thưa thầy, vì mẹ em bận trang điểm nên đưa em đi học muộn ạ. Mẹ bảo ra đường là phải xinh, cái đẹp đánh bẹp cái nết ạ. Ôi trời ơi, phụ huynh kiểu gì. Thế còn em kia? Vì em học theo bố em đi học muộn ạ. Thế bố em làm gì mà suốt ngày đi làm muộn? Vì bố em là hiệu trưởng trường này. Này, để tao kể chúng mày nghe nhá. Bố tao có nuôi một con vẹt giá 20 triệu. Ôi giời, đẹp lắm mày ạ, nó biết nói tiếng người. Ghê chưa? Bình thường bố tao nuôi một con chó cảnh trị giá tận 50 triệu cơ. Kinh ông, kinh ông. Quá bình thường luôn. Bố tao này nuôi con cá coi hẳn 100 triệu nhá. Chưa hết nhá, bố tao còn chăm nó hơn cả chăm tao. Toàn cho đồ ăn tiền thôi. Thế thì bố chúng mày thua bố tao hết. Thế bố mày nuôi con gì mà oách thế? Bố tao con nuôi con đề. Nuôi cả năm nay rồi chưa thấy về. Cứ mỗi ngày đến lúc 6 giờ 30 chiều là đồ đạc trong nhà tao cứ không cánh mà bay. Thế thì bố chúng tao thua bố mày thật. Ai ốt mà. Tôm, cậu là học dốt nhất lớp. Cuối năm tôi cho cậu đúp. Này, bố em làm giang hồ ở cái đất này ấy, là ít khi giữ được bình tĩnh lắm. Thế thì em cứ ngoan ngoãn thì cuối năm thầy sẽ chắc chắn cho em lên lớp nhá. Em này. Hả? Bà học bẩn thỉu, cuối giờ ở lại dọn nhà vệ sinh cho tôi. Hình như thầy nợ nhà em mấy chục triệu tiền gạch xây nhà. Thôi thì con trai mà, phải bừa bộn một tí. Còn cô này, đi học phấn phấn son son. Vợ của thầy ấy là cháu gái bên đằng ngoại mẹ em đấy. Xét theo vai vế, thầy phải gọi em là chị đấy. Màu son này đẹp nhở. Nhân, bố em làm hiệu trưởng. Cái này thì thầy biết, thầy nhớ. Thôi, cả lớp chúng ta vào bài mới nhở. Chắc phải bỏ về đi phụ hồ mất. Ê này, chúng mày biết tin gì chưa? Tin gì? Bây giờ ấy, chiều nay sinh nhật cái Trinh đấy. Bây giờ mỗi đứa góp tí tiền đi, để tao đại diện mua quà. Thế mỗi đứa góp bao nhiêu? Tao tính là mua cho nó quyển vở, mấy cái bút với đôi dép xịn. Mỗi đứa 50 nhá. Ok luôn. Lâu thế nhở? Tôm làm cái gì mà lâu thế? Sao hai cậu lại ở đây hết thế này? Trinh, sao cậu không nhà cậu đón sinh nhật cậu ra đây làm gì? Chúc mừng sinh nhật Trinh nhá. Tí nữa bọn tớ tặng quà cho. Ta đến sinh nhật mình đâu. Còn tận 5 tháng nữa cơ mà. Thế là... nó lừa mình. No. Thằng Tôm Nông Côm này. Sao mày dám lừa bọn tao là hôm nay sinh nhật cái Trinh nữa mình hả? Tao bảo chúng mày là chiều nay sinh nhật cái Trinh lớp mình bao giờ? Ý là cái Trinh gần nhà tao ấy.